Trước tình trạng cá nuôi lồng trên sông Mã chết hàng loạt, trong lúc nhiều luồng dư luận cho rằng nguyên nhân là do các doanh nghiệp ven sông xả thải, còn chính quyền các cấp thì buông lỏng quản lý, phóng viên truyền hình Nhân dân đã có mặt tại huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa để tìm hiểu và phản ánh tình hình thực tế. Trong buổi kiểm tra tại xưởng Tân Thái Thanh, xã Thiết Kế, đoàn công tác của huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện đường ống ngầm đặt sai quy định. Doanh nghiệp này giải thích đây là đường ống từ đợt trước và đã được hàn lại. Sau quá trình đấu tranh, doanh nghiệp thừa nhận việc hàn ống mới diễn ra vài ngày, nhưng vẫn phủ nhận việc xả thải trái phép. Họ làm rất là tinh vi, có hai đường. Một là họ đào sâu xuống dưới để họ chôn ống để thải trực tiếp ra sông. Hai là họ bơm nước mặt. Thế chúng tôi đã tiến hành là thuê máy múc, máy đào và đào các cái nơi mà khả nghi. Thế thì là phát hiện được các cái đường ống ngầm. Đấy, như các đồng chí thấy đấy, là khoảng một mét rưỡi. Đấy, và trực tiếp là hướng giữa sông, dòng sông Mã. Xã Thiết Kế có 3 xưởng chế biến nông lâm sản, thì hai cơ sở là Tân Thái Thanh và Phú Thành đã thừa nhận xả thải ra môi trường. Trước câu hỏi của phóng viên về trách nhiệm quản lý nhà nước tại địa bàn, đại diện xã Thiết Kế đã nêu nhiều hạn chế trong quy trình thanh tra kiểm tra, cũng như nguồn lực và phạm vi quyền hạn của xã. Chỉ kiểm tra bằng mắt thường và đi xem thực trạng, thì khi đến thì cũng phải báo trước cho họ, thì họ biết rồi, họ phòng ngừa trước rồi. Còn như bọn em thì cũng không thể mà thành lập đoàn và huy động người đào và đi kiểm tra mà đào rồi dừng, bảo họ dừng thi công thì không được vì trách nhiệm của xã như thế. Cho nên là cái việc quản lý tại cơ sở thì nó cũng rất nhiều cái khó khăn và bất cập. Qua các ý kiến trên có thể thấy công tác quản lý xả thải và đấu tranh với hành vi này thực sự không đơn giản. Việc xử phạt cũng chưa cho thấy tác dụng cụ thể khi nhiều cơ sở tái phạm sau thời gian ngắn. Để có biện pháp lâu dài, huyện Bá Thước đang đề xuất với tỉnh Thanh Hóa việc quy hoạch lại vị trí đặt các xưởng chế biến này.